Xin chào quý vị, quý vị đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin kinh tế tài chính. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo. Dụ nhãn rất giá chưa từng có. Pháp giữ nguyên dự báo kinh tế trong năm nay. Thưa quý vị, theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, tính đến nay, 22 cục dự trữ nhà nước khu vực đã nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc. Các đơn vị dự trữ nhà nước đã mở thầu đợt 1, mua 190.000 tấn gạo, kết quả trúng thầu 178.000 tấn, nhưng chỉ ký hợp đồng được 7.700 tấn và đã hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 7.700 tấn gạo vào ngày 30 tháng 6. Ngày 12 tháng 5, các đơn vị dự trữ nhà nước đã mở thầu đợt 2, kết quả đã trúng thầu, ký hợp đồng và hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 151.180 tấn gạo vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Để hoàn thành kế hoạch nhập gạo dự trữ quốc gia được giao ngày 6 tháng 7, các đơn vị dự trữ nhà nước khu vực đã mở thầu đợt 3 để mua nốt số gạo còn lại. Kết quả đã trúng thầu, ký hợp đồng và hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 31.120 tấn vào ngày 15 tháng 8. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, dù đang tạo được đà phục hồi ấn tượng trong tháng 7, Tuy nhiên, nhiều nhóm hàng xuất nhập khẩu chủ lực bất ngờ sụt giảm trong nửa đầu tháng 8. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 8 đạt 23,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,2% tương ứng giảm 1,85 tỷ đô la Mỹ so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7 2020. Đáng chú ý, nửa đầu tháng 8, nhiều nhóm hàng xuất nhập khẩu chủ lực đều bị giảm so với nửa cuối tháng 7 trước đó. Cụ thể, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 đạt 12,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 9% tương ứng giảm hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ so với kỳ 2 tháng 7 năm 2020. Các mặt hàng biến động giảm chủ yếu như máy chi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng dệt may giảm, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng thủy sản giảm. Đến hết ngày 15 tháng 8, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 150,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,7% tương ứng giảm hơn 4,1 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, xuất khẩu gốm xứ 7 tháng đầu năm 2020 lại có những tín hiệu khả quan khi tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số hơn 30 thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm xứ thì Mỹ, Nhật Bản và Đài Loan vẫn là các thị trường đạt kim ngạch lớn nhất, chiếm gần 45% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Xuất khẩu gốm xứ sang thị trường Mỹ luôn dẫn đầu về kim ngạch chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, đạt hơn 61,3 triệu đô la Mỹ, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2019. Nhật Bản là thị trường lớn thứ hai về kim ngạch xuất khẩu gốm sứ chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng gốm sứ của cả nước. Nhìn chung, xuất khẩu gốm sứ 7 tháng đầu năm có biến động trái chiều. Tại một số thị trường, trong đó Argentina, Canada, Hồng Kông mức sụt giảm trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số nước tăng mạnh về kim ngạch như Thụy Điển, Trung Quốc, Đan Mạch. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. Đến thời điểm này, đã có khoảng 90 đến 95% doanh nghiệp lữ hành đã tạm ngưng hoạt động, chỉ một số ít doanh nghiệp còn hoạt động để xử lý nợ công giới đối tác khách hàng. Nhân viên phải luân phiên chia ca làm việc trực tuyến tại nhà hoặc nghỉ không lương đến khi hết dịch. Công suất phòng ở các khách sạn hiện giảm 91,5% so với cùng kỳ. Số lượng lao động giảm 61% từ nghỉ không lương hoặc ngừng việc. Sở Du lịch thành phố đã đưa ra hai kịch bản hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới là tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa nếu như dịch bệnh được khống chế trong tháng 9 năm 2020. Trong trường hợp dịch bệnh kéo dài đến hết quý tư năm 2020, bên cạnh các nhóm giải pháp trên, thành phố sẽ tập trung nhóm giải pháp tái cơ cấu, đào tạo lại nguồn nhân lực trong ngành, hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu, Cùng với đó, kiến nghị chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch tiếp cận được các gói hỗ trợ, các biện pháp hỗ trợ về thuế, giảm tiền điện, nước, phí, dịch vụ Internet. Thưa quý vị và các bạn, sau đợt hạn hán khốc liệt vừa qua, hàng chục cống thủy lợi tại vùng ngọt quá của tỉnh Cà Mau đã bị trò trĩ, xói đáy, khiến nước mặn xâm nhập vào nội đồng. Đây được xác định là nguyên nhân khiến hàng trăm hecta lúa bị thiệt hại, thậm chí dẫn đến mất trắng. Ghi nhận tại huyện Trần văn Thời, trong vụ lúa hè thu năm nay đã có hơn 440 hecta bị thiệt hại. Dù mùa năm nay, gia đình ông Võ Hoàng văn ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, đã đầu tư hơn 15 triệu đồng để xuống chống gần 2 hecta lúa hè thu. Đó lại công sức sau hơn một tháng xuống chống. Trên cánh đồng của gia đình ông giờ chỉ là một cánh đồng đầy cỏ chạy. đây đâu còn tương lai gì nữa đâu. Tại thiệt hại đây là quá quá trời, trăm trăm hết rồi. Chứ giờ không có còn cái gì, chỉ là giờ còn năng. Còn gia đình ông Khoai, như những năm trước đây, vào thời điểm này, ruộng lúa của gia đình ông đã làm đồng. Thì năm nay, dù đã tốn hơn 8 triệu đồng cho chi phí chống, cày đất, bốn phân, nhưng ông đành ngậm ngùi bỏ vụ lúa quan trọng nhất trong năm. Không những vậy, tình trạng xâm nhập mặn sẽ còn gây ảnh hưởng lâu dài, không chỉ trong vụ lúa hè thu năm nay. Là 4-5 năm trước là có nước mặn vô, vô mà vô ngay cái mùa nước, thành ra mà còn thất đó 3 năm trời. Đó, mấy năm rồi nó hơi đỏ rồi, đó lại là, là bớt phèn bớt mặn rồi bây giờ năm rồi năng suất cũng hơi nhảy lên chút đỉnh rồi bây giờ năm nay là bị nước mặn mà vẫn vô tháng hạn thời điểm bà con xuống chống lúa có gặp nắng hạn nhưng nguyên nhân chủ yếu gây thiệt hại là cho ảnh hưởng nước mặn vào cao điểm mùa khô đầu năm mặc dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm đập ngăn mặn nhưng lượng mưa đầu mùa thấp đã khiến cho công tác tháo nước rửa phèn rửa mặn gặp rất nhiều khó khăn tình trạng mà sói đáy cống trùng thực nam ấp trùng thực A của xã Khánh Hải thì nước mặn xâm nhập vào cái địa bàn của xã Khánh Hải từ đó thì nó cũng ảnh hưởng đến cái diện tích sản xuất của bà con nhân dân nơi đây thì qua cái kiểm tra thì đến nay là nó có 208 hecta bị thiệt hại trong đó thì cái diện tích thiệt hại khoảng 7 từ 70% trở lên là 126 hecta còn lại là cái diện tích thiệt hại từ 30 đến 70% Trước tình hình trên, Quỹ ban nhân dân xã Khánh Hải đã kiến nghị đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện hỗ trợ kỹ thuật giúp bà con cách khắc phục, cũng như có giải pháp hỗ trợ cho bà con có đủ điều kiện tái đầu tư trong vụ lúa tiếp theo. Với mức giá từ hơn 10.000 đồng đến 20.000 đồng một ký tùy loại, người trồng nhãn cho biết chưa bao giờ giá nhãn xuống thấp và kéo dài như hiện nay. Hiện đã sắp kết thúc vụ nhãn ở tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, nhưng giá nhãn vẫn ở mức rất thấp. Dường nhãn này ước tính còn cả trăm tấn quả trên cây đang đến độ thu hoạch, thế nhưng không có người mua. Nếu như năm ngoái, giá nhãn tại trường lên tới hơn 30.000 đồng một ký, thì nay chỉ còn 12.000 đồng một ký. Chủ trường cho biết đây là mức giá thấp kéo dài chưa từng có. Nó cũng không kéo dài như, như, bây giờ vì nó chỉ mỗi năm nó chỉ kéo dài trong lúc thời tiết bất thường rồi giá nó đã, đã ổn định cao. mà năm nay là do cái dịch cái các cái vận chuyển các cái tuyến vận chuyển những gầu như là cái hạn chế vận chuyển các cái thương lái cũng giảm đi thu mua. Còn đây là 80 hecta nhãn của một hợp tác xã được trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu với sản lượng lên đến hơn 500 tấn, nay đã sắp hết vụ thu hoạch mà người dân vẫn chưa xuất khẩu được lô nào. 28 xã viên đang phải tự xoay sở đầu ra. Tìm các cái nguồn, tìm các cái đầu ra kêu gọi các doanh nghiệp đến với địa phương để tiêu thụ cho bà con. cùng với cái việc đó thì chúng tôi cũng đã sẽ xác định được cái việc mà phải phân loại cái việc sản xuất nhãn nếu đặt tiêu chuẩn thì bán vào các cái thị trường khó tính nếu chưa đạt được tiêu chuẩn mà quả nó nhỏ ảnh hưởng một chút thì chúng tôi sẽ cho ra chế biến để giải quyết cái cái việc mà nó tồn tồn động các cái sản phẩm nó kém chất lượng. Trong khi nhãn Hưng Yên đã cuối vụ thì Hà Nội mới chuẩn bị bắt đầu. Ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến thị trường bấp bênh, người trồng nhãn Hà Nội cũng bắt đầu nỗi lo đầu ra cho quả nhãn vụ này. Thì cũng rất là lo vì cũng chưa ai biết thế nào nếu mà à, tiếp tục bùng nổ mà giãn cách thì cũng rất là khó nói khả năng là còn thất thu không có 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 người mua chứ bởi vì khi giãn cách xã hội thì ai là người đi chợ ai là người mua của mình ai người ăn khi xuất khẩu gặp khó quả nhãn cũng như nhiều mặt hàng khác sẽ chỉ lưu thông tại thị trường nội địa tuy nhiên các mặt hàng này cũng phải đảm bảo chất lượng để đáp ứng hệ thống phân phối trong nước ngày càng khắt khe trong tiêu chuẩn cái yêu cầu của người tiêu dùng Việt Nam đặc biệt là à, những người dân ở những cái à, khu đô thị à, lớn thì cái yêu cầu về chất lượng hàng hóa ngày càng được coi trọng và chính vậy mà chúng tôi những cái hệ thống bán lẻ cũng sẽ phải khai thác và tìm kiếm những mặt hàng đảm bảo chất lượng cao để phục vụ cho cho khách hàng. Tổng sản lượng nhãn toàn miền Bắc vào khoảng hơn 150.000 tấn. Các doanh nghiệp cho rằng số lượng này không quá lớn so với nhu cầu thị trường. Nguyên nhân khiến giá nhãn giảm mạnh là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến giao thương bị đình trệ. Thưa quý vị, trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chính phủ Pháp duy trì bước dự báo trong năm nay, nền kinh tế nước này sẽ suy giảm 11%. Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, cho đến thời điểm này, Bộ Tài chính Pháp vẫn duy trì dự báo con số này sẽ âm 11%. Ông Le Maire nhấn mạnh, cho dù kinh tế Pháp đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 5 và tháng 6, nhưng từ nay đến cuối năm vẫn còn quá nhiều điều chưa chắc chắn, đặc biệt là các vấn đề như Brexit, bầu cử Mỹ và kế hoạch 5 năm mới của Trung Quốc. Theo ông, tất cả những vấn đề này sẽ tác động mạnh đến thương mại thế giới và cả tốc độ tăng trưởng của kinh tế Pháp. Trước đó, trong cuộc tranh luận về vấn đề tài chính công tại Quốc hội Pháp vào cuối tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng các số liệu kinh tế được công bố dù khả quan nhưng quá yếu để có thể thay đổi được mức dự báo suy giảm 11% của kinh tế nước này trong năm nay. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu Pháp đẩy mạnh thực thi hiệu quả các biện pháp được đưa ra, kinh tế nước này có thể tăng trưởng cao hơn dự báo. Theo ông, kinh tế Pháp sẽ tăng trưởng 8% trong năm 2021 và có thể trở lại mức như trước khi cuộc khủng hoảng Covid-19 xảy ra vào năm 2022. Giới chức chính phủ Hàn Quốc có chiều hướng nhận định bi quan về kinh tế trong bối cảnh nước này hứng chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài và nguy cơ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tái bùng phát thành làn sóng lây nhiễm thứ hai. Một quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc nhận định nền kinh tế nước này hầu như không còn khả năng lội ngược dòng để đạt tăng trưởng dương trong quý 3 2020. Theo quan chức này, mặc dù tình hình lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 gần đây ít có khả năng trở thành cú sốc thứ hai đối với nền kinh tế, song để phòng tránh kịch bản này, chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án tăng kích cầu tiêu dùng. Để thích ứng với hoàn cảnh mới khi dịch Covid-19 dẫn ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống, các công ty lữ hành ở Hồng Kông, Trung Quốc đang tổ chức nhiều tour du lịch ảo phục vụ cho du khách không thể đi du lịch vì các quy định hạn chế đi lại. Julian Chan, 27 tuổi, mới tham gia một tour về khám phá kiến trúc tại thị trấn Kennedy, Hồng Kông, qua màn hình máy tính. Thay vì đi Luân Đôn như kế hoạch trước đó vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tôi tham gia tour này vì trong thời kỳ dịch bệnh khá là chán và không có nhiều việc để làm. Khi phát hiện ra có loại tour du lịch này, tôi thấy thật sự thú vị. Nó diễn ra ở thị trấn Kennedy, nơi tôi lớn lên. Trong tour du lịch ảo diễn ra một tiếng rưỡi, Chan có thể tương tác với hướng dẫn viên và kiến trúc sư đang có mặt trực tiếp tại điểm thông quan và được nhận hình ảnh trực tiếp qua điện thoại, máy tính. Chúng tôi sẽ đa dạng hóa chương trình du lịch này, nhưng cũng đang hướng tới du khách nước ngoài. Nói về lịch sử Hồng Kông, điều gì đang diễn ra ở đây? Nhờ công nghệ, chúng tôi có thể có hàng trăm người từ khắp nơi trên thế giới tham dự cùng một lúc. Và người thuyết trình của chúng tôi không nhất thiết ở Hồng Kông. Có thể lúc này ở Hồng Kông, lúc sau khi chuyển màn hình lại là một người thuyết trình ở Tokyo trình bày về công nghệ chẳng hạn. Dự kiến công ty du lịch này sẽ mở thêm các tour du lịch ảo bằng tiếng Anh vào tháng 9 tới có giá 100 đô la Hồng Kông một tour, tương đương 13 đô la Mỹ. Đây có thể là sản phẩm du lịch lâu dài trong tương lai. Giờ rồi là bản tin kinh tế tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.